chẳng còn. Đời đã tan phai khi chúng ta vẫn còn dối nữa, sống không trong niềm hạnh phúc, rắc rêu thêm nhiều hơn oán, chỉ lo toàn tìm lợi danh nên chỉ còn hận thù. Chỉ muốn chỉ trông chỉ mong người ta nói yêu thương mệt nhoài, dần nát tình yêu ngày xưa làm người ấy chịu đau đớn, phải thuê lương và khốn cùng luôn lắng lo và sợ hãi. Dẫu trái tim mình đau buốt bao năm dài, đừng vì quá khứ lỗi lầm giam cầm mình nữa, vì còn phía trước hy vọng cho ta đổi thay. Hãy thế đau thương thù hận với những khoan dung từ tâm, hãy mãi cho nhau niềm tin để đi đến sự yên bình. Tôi hẹn cậu ra đây nói chuyện có lẽ là tốt nhất. Tôi không muốn một người thứ ba trong nhà biết được bí mật của chúng ta. Bí mật của anh, bí mật của em, đến bao giờ thì sẽ trở thành bí mật của chúng ta? Sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, liệu cậu và tôi có cùng chung một bí mật hay không còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Nói đùa với anh thôi, em thì làm gì có bí mật. Chúng ta nên thẳng thắn với nhau đi. Cậu và tôi cùng ngửa bài. Cậu vào nhà tôi là có mục đích ngay từ đầu, không đơn giản chỉ vì yêu em gái tôi. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân trá hình để cậu có thể đạt được ý đồ trả thù cho em gái của mình. Anh nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này sao? Hai mạng người chứ không phải là hai con gà, hai con thỏ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng cậu đóng kịch quá giỏi cho nên tôi đã tin cậu. Anh thử chỉ cho tôi xem có người nào không đóng kịch trong cuộc sống này chứ? Mấy ai sống đúng là mình. Anh và tôi, tất cả chúng ta đều sống trong vở kịch, chỉ khác nhau là ở vai diễn mà thôi. Cậu biết rõ kẻ thù của mình là ai đúng không? Hãy nhắm mũi tên ngay vào ngực hắn, đừng bắn lạc hướng vào những kẻ vô tội. Nếu cậu dám đụng vào một sợi tóc của Kim Ngân, tôi thề là sẽ không tha cho cậu đâu. Nếu tôi không nhầm thì anh và tôi có cùng chung một kẻ thù. Gia Minh hả? Ngày mai chị mời em đi ăn được không? Chị em mình cũng có khá nhiều chuyện để nói với nhau đó. Dạ, em đang ở Tiền Giang chị ơi. Ngày mai á là đám cưới của em chồng. Vợ chồng em tính vài bữa nữa mới lên Sài Gòn chị à. Tiếc quá, bây giờ hai chị em mình vẫn chưa gặp được nhau. Chị sốt ruột ghê, có rất rất nhiều chuyện chị muốn nói với em. Vậy chị nhắn tin địa chỉ nhà của chị đi. Chừng nào em lên em ghé qua nhà chị chơi. Ừ, lát nữa chị nhắn. Và nhớ là hai vợ chồng phải ghé qua nhà chị ăn một bữa cơm nha. Dạ, bye bye chị. Bye em. Có chuyện gì mà anh đến đây vào giờ này? Không lẽ bà cấm cửa tôi sao?
Tôi vừa mới đi ký mấy hợp đồng về, uống hơi nhiều nên thấy mệt quá. Đừng nói là hôm nay anh ngủ lại đây nha. Sao anh không được nguyên ngủ ở lại đây? Hay là em đã có ai? Em đâu có được như anh. Hôm nay với người này, ngày mai với người khác. Em đang trách anh sao? Đàn ông mà, cho ăn chơi một chút. Nhưng họ đâu dễ quên những người phụ nữ đã từng đầu ấp tay gối như là vợ chồng với nhau. Anh vẫn còn nhớ tới cái thân già này à? Em không nghe cái câu gừng càng già càng cay sao? Em vẫn còn hấp dẫn lắm. Thôi, lên phòng ngủ đi. Cảm ơn. Bữa nay không biết có chuyện gì vui mà hai thằng đó nhậu nhiều dữ vậy, khuya rồi mà vẫn còn uống nữa. Kệ hai ảnh thì mẹ, hai ảnh đi nhậu ở đâu á thì mình còn lo, chứ nhậu ở nhà có xỉn cũng không sao đâu mẹ. Bây giờ cậu đã biết được bí mật của tôi, và tôi cũng đã biết được bí mật của cậu. Chúng ta đang cùng chung một chiến tuyến. Nói thật, ngay từ đầu bước chân vào nhà này, nhìn cái cách mà ông ta cư xử khác thường với hai đứa con, thì em đã đặt dấu hỏi. Em nghĩ anh không phải là con ruột con mấy lâu rồi. Bất luận chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn cho Kim Ngân biết sự thật này. Nó là một con bé mong manh, tôi không muốn nó bị tổn thương. Tình yêu tôi dành cho em gái tôi vẫn nguyên vẹn, cho dù tôi với nó là anh em cùng mẹ khác cha. Cũng vì lý do này mà ông ta đã hãm hại anh hết lần này đến lần khác. Trong tay ông ta, anh chẳng khác nào một quân cờ di động. Cứ để cho ông ta sử dụng con cờ này tùy thích, rồi tới một ngày tôi cũng sẽ lật được thế cờ. Thank you.
Tại sao bà lại dám phản bội tôi? Đêm qua anh ngủ có ngon không? Tôi say quá, ngủ như chết. Nhưng sao giờ dậy thấy nhức đầu? Anh muốn em pha nước chanh giả rượu cho anh không? Thôi khỏi, tôi có công việc quan trọng sáng nay. Giờ tôi phải đi liền nè. Theo bà ta, xem bà ta tiếp xúc với ai, có gì báo cho tôi ngay. Dạ. Có chuyện gì mà cô đòi gặp tôi gấp vậy? Đây là những hợp đồng mới nhất của ông Hải. Đêm qua ông ấy có ghé qua nhà tôi. Cô không cần phải ngại chuyện này. Thú thật, trước kia tôi từng ác cảm với cô, vì nghĩ cô là nguyên nhân khiến cho mẹ tôi đau. Nhưng bây giờ thì không, tôi hiểu ra rằng chính ông ta mới là nguyên nhân đẩy mẹ con tôi xuống địa ngục. Tôi cũng thú thật với cậu là tôi đã từng rất yêu người đàn ông đó. Tôi đã bất chấp tất cả để có được ông ta. Nhưng rồi ông ta đã đối xử quá tệ với tôi. Bởi vậy bây giờ tôi không còn chút cảm xúc nào với ông ta. Bây giờ tôi chỉ cố tìm cách gần gũi với ông ta để có thể phục vụ cho mục đích chung giữa tôi và cậu mà thôi. Tôi đã chụp lại toàn bộ những hợp đồng mới của ông ta, bao gồm cả những trang phụ lục thu các khoản khác. Quan trọng là có chữ ký của ông ta. Nếu như cậu muốn phanh phui vụ này thì đây chính là cơ hội tốt nhất cho cậu. Chắc chắn, nếu truy ra được dây làm ăn bất chính của ông ta trong lĩnh vực tín dụng đen từ xưa tới nay, cơ quan điều tra sẽ không bao giờ bỏ qua những hồ sơ cũ. Nếu như vậy, liên quan tới cô và tôi cũng không ít. Với những bộ hồ sơ mới như vậy, tôi cần hơn. Cậu mang về in ra đi rồi trả máy lại cho tôi sao? Tôi không có thời gian đi in. Sau giờ làm việc em có rảnh không? Tôi muốn đưa em đi ăn ở một nhà hàng rất ngon. Tại sao hôm nay anh lại mời em đi ăn? Anh có ý gì hả? Tôi chỉ muốn quan tâm em thôi, không có gì hết. Thôi được rồi, anh cứ tới đâu rồi nhắn địa chỉ qua cho em. Em sẽ tới sau. Ok. Ông ấy làm vậy là có ý gì?
Có khi nào ông ta phát hiện ra việc mình liên kết với Thành Thiên chống lại ông ta không? Ăn đi em. Anh làm cho em phải đặt một dấu hỏi. Đàn bà thiệt là phức tạp. Không chăm sóc á thì nói là bỏ bê. Quan tâm á thì đặt dấu hỏi. Bởi vì em biết anh không có nhiều thời gian dành cho em. Anh có quá nhiều thứ khác để chi phối. Công việc, gia đình và các cuộc chơi. Tôi có làm gì á thì cũng không qua được em. Chỉ cần nhìn thấy sự trung thành của em với tôi từ trước tới nay, tôi không cho phép mình đối xử tệ với một người phụ nữ như vậy. Tôi ghét nhất loại người mang mầm mống phản bội. Sao không nghe điện thoại đi? Mấy người bạn tính rủ em đi vũ trường đó mà. Sao em không đi chơi cho khuây khỏa, ở nhà chia cho buồn? Tại em cũng không có thích mấy cái chỗ ồn ào đó. À, không đi á thì tối nay tôi với em sẽ say một bữa. Lâu lắm rồi mình đã không cùng ngồi với nhau. Ngày xưa có một cô gái rất là xinh đẹp. Cô ấy tên là Tấm. Cô sống với một người mẹ và một cô em gái nữa. Người em gái đó tên là Cám. Nhưng mà Cám thì lại khác với Tấm. Cám rất là làm biếng, ham chơi nè, không có ngoan. Còn ngược lại, Tấm rất là ngoan hiền. Trăng tối nay đẹp quá ha anh. Ước gì một ngày nào đó em cũng được đặt chân lên cung trăng, được đắm mình trong cái ánh sáng huyền diệu của nó. Giờ anh lãng mạn vừa thôi, cần gì phải lên cung trăng. Ở đây á, em là hằng ngà, còn anh là chú củi vậy. Vậy cho hằng ngà hỏi nha, chú Cụi có thấy vui không? Hạnh phúc không? Và mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình không? Nếu không có Hằng Nga thì cuộc đời chú Cụi sống cô đơn lắm. Anh rất là hạnh phúc khi lấy em làm vợ. Còn em, có hối hận khi phải lấy anh làm chồng không? Chưa bao giờ em hối hận khi lấy anh làm chồng hết. Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Tại sao lại không có thể nhớ ở đây? Alo, ai vậy?
Sao lại gọi tôi vào giờ này? Là tôi đi. Xin lỗi đã làm phiền cô giờ này, nhưng tôi sốt ruột quá nên mới gọi gấp cho cô. Có chuyện gì quan trọng để sáng mai cậu gọi cho tôi không được sao? Tôi không tìm thấy thẻ nhớ trong máy chụp hình, không tìm tài liệu ra được. Điều tôi lo lắng nhất là cái thẻ nhớ đang ở đâu. Cậu tìm lại kỹ đi. Thẻ nhớ thì phải nằm ở trong máy chụp hình chứ. Lúc tôi chụp hình máy vẫn còn bình thường, sau đó tôi kiểm tra lại thì máy vẫn còn đầy đủ mà. Tôi đã kiểm lại mấy lần rồi. Bây giờ cô coi coi nó có rớt trong nhà cô không. Cái mà tôi lo lắng nhất là cái thẻ nhớ đó nó lọt vào tay ai, sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Thôi được rồi, để tôi kiếm lại rồi tôi sẽ gọi điện lại cho cậu sau. Điều bất hạnh lớn nhất của em là em có một người cha quá độc ác. Nhiều khi tôi cũng cố gắng để yêu em, nhưng tôi không thể làm được. Có phải bà đi tìm cái thẻ nhớ này không? Tại sao cái thẻ nhớ lại không nằm trong máy? Bà nói đi, tại sao bà dám phản bội tôi? Em có làm cái gì đâu mà anh nói là em phản bội anh. Vậy đây là cái gì? Cái gì? Bà chụp hồ sơ tài liệu của tôi, bà giao cho thằng con quan đó. Bà nói đi, bà và nó cấu kết chống lại tôi từ bao giờ? Hả? Tại sao các người ai cũng phản bội tôi hết? Ngay cả bà cũng quay lưng lại với tôi sao? Chính ông mới là kẻ phản bội tôi. Chính ông mới là kẻ quay lưng lại với tôi. Suốt 20 năm qua tôi vì ông chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu thiệt thòi. Vì ông tôi làm biết bao nhiêu chuyện phi pháp tày trời. Để rồi cuối cùng bây giờ ông đối xử với tôi ra sao? Bà còn đòi hỏi gì ở tôi nữa? Tôi cũng đã sòng phẳng với bà. Nhà cửa, xe cộ, cuộc sống của bà là do tôi tạo ra. Tất cả những cái đó đều là do năng lực của tôi. Vậy ông nghĩ nếu như tôi vô dụng thì ông sẽ đối xử ưu ái với tôi như vậy à? Ông phải nhớ là số tiền ông kiếm được từ những vụ làm ăn phi pháp còn gấp trăm ngàn lần như vậy. Bà định hù dọa tôi sao? Giờ á thì hãy mở cờ chơi với nhau. Ở nước này thì chẳng còn tình nghĩa gì giữa bà với tôi. Hai người, có phải bà với Thành Thiên đang cấu kết để hại tôi hay không? Nó đã biết những gì? Tại sao nó lại bắt tay với bà? Nó muốn cái gì? Nó biết tất cả mọi thứ. Nó biết rằng ông không phải cha ruột của nó. Nó biết rằng ông là kẻ độc ác và tàn bạo.
Nó biết rằng ông là kẻ đã phá nát tuổi thơ của nó, khiến tuổi thơ của nó trở nên bất hạnh. Nó biết rằng ông đã cướp bạn gái của nó và đẩy nó vào hoàn cảnh tù tội. Nó biết tất cả, nó hận ông và bây giờ nó muốn ông trả giá cho tất cả những tội lỗi của mình. Mày cầm đi, cầm đi, tao cho mày chết. Tại sao bà Duyên lại không liên lạc với mình? Hay là đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy? Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy. Cho tôi gặp cô Duyên. Dạ, con chờ một chút. Dạ thưa ông, có cậu Thiên đến. Cho nó vô đây. Dạ. Mời cậu. Chào cậu. Con chào bà. Có chuyện gì mà sáng sớm còn đã tới đây? Dạ, con tới tìm cô Duyên có chút chuyện. Có chuyện gì riêng tư mà phải tới tận đây gặp mặt? Sao không gặp ở công ty? Dạ thưa ba, giữa con và cô Duyên đâu có chuyện gì để gọi là riêng tư. Con gặp cổ cũng chỉ vì công chuyện. Còn muốn hỏi thêm về mấy bộ hồ sơ mà cổ giao qua. Gấp đến độ mới sáng sớm còn đã tới đây à? Dạ không. Dạ tại vì tối hôm qua con có gọi điện để trao đổi với cô, nhưng sau đó gọi lại thì không liên lạc được. Sáng nay con gọi để hẹn cổ làm việc, nhưng mà máy vẫn bị khóa. Con lo là có chuyện gì xảy ra với cô, cho nên tới nhà coi thử. Con nói vậy là có ý gì? Sao lại có chuyện gì xảy ra với cô Duyên? Dạ, chị biết cô ấy ở một mình. Con sợ là cô ấy bệnh đột xuất gì, nên tới xem cô ấy có cần giúp gì không. Bà ấy không bệnh gì hết. Đêm qua bà và cô Duyên nhậu với nhau. Bà ấy quá chén nên giờ còn say. Từ bao giờ con thay đổi thái độ quan tâm tới người phụ nữ này vậy? Bà nhớ không lầm, trước kia con đâu có ưa gì bà ta. Trước kia con chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần nhìn thấy ai làm tổn thương tới mẹ con là con phản ứng. Nhưng bây giờ thì con phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và công việc. Tốt. Làm đàn ông á thì phải biết phân biệt công tư phân minh, không được để tình cảm lấn át lý trí của mình. Dạ, con xin ghi nhớ lời dạy của ba hôm nay. Bây giờ có ba ở đây chăm sóc cho cô Duyên, con cũng yên tâm.
Khi nào cô ấy tỉnh rượu, ba nhắn giúp cô là gọi điện lại cho cô. Con xin phép ba con đi làm trước. Ừ. Mày đã thay đổi thật sự. Mày muốn đấu với tao à? Chưa đủ cơ đâu con trai. Giá như bà cứ ngoan ngoãn sống bên cạnh tôi thì đâu phải chịu cảnh này. Mọi việc đều do bà tự chuốc lấy. Giờ đây không ai có thể cứu được bà. Đồng bọn của bà đó vừa mới tới đây, nhưng cái thằng con quan đó thì làm được gì? Bản thân nó cũng không thoát khỏi tầm ngắm của tôi. Chống lại tôi hả? Các người chưa đủ trình độ đâu. Canh giữ bẫy cho cẩn thận, không cho tiếp xúc bất kỳ ai. Chờ lệnh của tôi. Dạ, tổng giám đốc cứ yên tâm. Em đã cắt người canh gác ở đây 24/24. Giờ ăn trưa, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Có chuyện xảy ra rồi. Bây giờ tôi đang lái xe, nói chuyện không tiện. Trưa gặp, tôi sẽ cho cậu biết. Vậy nghe. Có chuyện gấp tôi mới gọi chú tới đây. Ra vào đừng có làm cho nhân viên chú ý. Dạ, anh Hai yên tâm, em biết rồi. Anh Hai có chuyện gì gấp, muốn giao cho em vậy? Chú biết Thành Thiên con trai của tôi chứ? Dạ em biết. Tôi muốn chú đích thân theo dõi Thành Thiên 24/24. Tất cả mọi hành động của nó phải được báo về cho tôi thường xuyên. Đi đâu và tiếp xúc với ai? Dạ nhưng... Có gì vướng mắc sao? Dạ không. Chuyện theo dõi Thành Thiên thì không có gì. Nhưng tại sao đích thân em phải làm chuyện này? Em có thể cho đệ tử làm được không? Chứ hiện tại em đang giải quyết mấy vụ cho anh. Chú đừng có lo, tôi sẽ cử người khác làm mấy vụ này. Tiến độ bên chú làm chậm quá, nợ không có thu hồi về được. Giờ chú hãy tập trung lo cái chuyện Thành Thiên cho tôi. Dạ. Có chuyện gì mà thấy anh có vẻ căng thẳng vậy? Hình như ông ta đã phát hiện ra hành động của chúng ta. Làm sao mà ông ta có thể biết được? Hay là anh chỉ đang đoán vậy thôi? Ngày hôm qua tôi đã không liên lạc được với bà Duyên. Thấy nghi ngờ, sáng nay tôi đã đến nhà bà ấy. Cậu có biết tôi đã gặp ai ở đó không? Là ông ta. Ông ta và bà Duyên là mối quan hệ già nhân ngãi mà non vợ chồng. Như vậy thì ông ta qua đêm nhà bà ta có gì lạ đâu? Không phải như vậy. Sáng nay tôi đã nhìn thấy thái độ rất lạ của ông ta, cùng với những câu nói đầy sự ám chỉ. Hơn nữa, có một việc mà tôi chưa nói với cậu. Có chuyện gì mà anh giấu em? Bây giờ chúng ta đang đứng chung một chiến tuyến mà. Anh không tin em sao? Bà Duyên giao cho tôi một cái máy chụp hình. Bà đã chụp lại một số hợp đồng mới nhất mà ông ta vừa mới ký kết. Nhưng lạ một điều là cái thẻ nhớ đã biến mất. Không lẽ ông ta đang giữ cái thẻ nhớ đó? Nếu mà đúng như vậy thì hành động của anh và bà Duyên đã bị bại lộ. Tôi đèn lo, không biết bây giờ bà Duyên ra sao nữa. Anh nói tới nhà nhưng không gặp được bà ấy hả? Ông ta nói bà Duyên đêm qua uống nhiều, giờ say quá vẫn còn ngủ. Không lẽ tôi đòi kiểm tra sao?
Nếu như vậy thì tình hình rất là căng. Nếu ông ấy khai thác bà Duyên, chuyện chúng ta liên kết với nhau sẽ không còn là bí mật nữa. Anh cũng thừa biết ông ta là kẻ thủ đoạn thâm độc tới cỡ nào. Nếu dùng phương án tố cáo nạn nhân để đưa ông ta vào tù thì phải có quy trình. Bây giờ gấp lắm rồi. Nếu như chúng ta không ra tay trước thì có khi người chết chính là em và anh. Vậy cậu nghĩ chúng ta nên làm gì vào lúc này? Phải hành động ngay thôi, không chần chờ gì nữa. Giết ông ta thì việc trả thù sẽ nhanh gọn. Thời gian gần đây tôi rất hài lòng về cách làm việc chuyên nghiệp của bên anh. Gần như anh đã giải quyết được 50% số con nợ của tôi. Anh yên tâm, đã làm việc với Khánh Rô này thì chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi không nhận thì thôi, nhận là phải làm đến nơi đến chốn. Tốt, tôi rất thích cách làm việc quyết đoán như vậy. Được anh Hải tín nhiệm giao việc, đó là sự hân hạnh của tôi. Tôi hứa tôi sẽ không làm cho anh thất vọng đâu. Tôi sẽ giao cho anh một số hồ sơ nợ khác, cần anh ra tay mạnh hơn thì mới giải quyết được. Tôi cũng đã từng giao cho một công ty thu hồi nợ, nhưng họ làm không được. Cái nào khó anh cứ giao qua đây, tôi sẽ cho đàn em giải quyết hết. Không có gì làm khó được Khánh Rô này đâu. Tôi hoàn toàn đặt tin tưởng nơi anh. Ngoài công việc chính ra, anh cần tôi giải quyết bất cứ việc gì thì cứ lên tiếng. Cảm ơn anh, chuyện này tôi giải quyết được. Khi nào cần thì tôi sẽ nhờ anh. Vào đây đi em. Em cứ ngồi đi. Dạ. Đây là anh Khánh, chủ nhà hàng này. Còn đây là Bạch Yến, bạn gái của tôi. Dạ, em chào anh Khánh à. Tôi đoán không lầm thì cô là người mẫu, kim diễn viên đang nổi tiếng. Dạ, anh quá khen rồi. Anh Hải quả là biết nhìn người. Em là bạn anh Hải thì muốn nổi tiếng lúc nào mà không được. Tôi cũng đang lên kế hoạch cho cô ấy tham gia vài bộ phim điện ảnh. Nhưng thú thật, hiện tại thì em cũng chịu quá nhiều thiệt thòi, tại vì tôi quá bận rộn. Dạ, em cũng biết là anh vừa công việc mà. Hạ thủ ông ấy không phải là dễ. Cậu cũng thừa biết xung quanh ông ta có bao nhiêu là vệ sĩ để bảo vệ. Nhưng anh cũng thừa biết những khoảng trống khi mà ông ấy về nhà, hay là lúc ông giao du với bọn chân dài. Gần như ông ta cắt bỏ bọn vệ sĩ, như vậy thì chúng ta sẽ tiện ra tay. Không lẽ cậu muốn chuyện này đích thân tôi hay là cậu ra tay? Em không nói như vậy. Chúng ta có thể bỏ tiền để thuê người khác làm. Chuyện này không đơn giản, không phải có tiền là làm được đâu. Tôi vẫn muốn dùng biện pháp tống ông ta vào tù theo con đường luật pháp. Anh tưởng là được pháp công bằng sao? Ông ta đã cấu kết với người làm luật, lách luật rất siêu đẳng mới có thể tồn tại được, vậy làm ăn phi pháp bấy lâu nay. Tôi thừa biết ông ta chung chi rất là đậm, đen hay đỏ gì cũng đều là bạn của ông ta. Nhưng cậu tin đi,
ông ta không thể nào một tay che trời được. Em chỉ sợ khi mà pháp luật sợ gãy ông ta thì ông ta đã ra tay trước, và ngay cả tính mạng của anh và em thì không thể nào đảm bảo được. Tuần sau một người anh em của tôi sẽ ra tù. Tôi tin là người anh em này của tôi sẽ xử lý được. Bây giờ thì cứ án binh bất động, đừng làm gì nếu mấy nghi ngờ thêm. Em biết rồi. Dạ, em nghe đây anh hai. Cậu lập tức cử người theo dõi cả thằng con rể của tôi luôn. Dạ, thưa anh, em biết rồi. Ê, hai tụi bay tiếp tục theo dõi nó, cứ theo kế hoạch, dạ, biết chưa? Dạ. Sao? Muốn tôi gỡ băng keo dán miệng của bà ra phải không? Bà vốn là một người không kín miệng. Nếu tôi mở cho bà lại tiếp tục nói những điều hại tôi thì sao? Tốt hơn hết là làm cách nào cho bà im luôn. Không muốn cái gia đình này tan nát, con hiểu không? Con đừng có làm như vậy mà. Gia đình này vốn đã tan nát từ lâu rồi mẹ. Đối với được bao bọc bằng cái vỏ giả tạo, tin gì mới che mắt được người đời. Con gái ơi, mẹ cho con biết rõ điều này mà. Không cho bà ta ra khỏi phòng, nghe chưa? Mẹ không mong cầu cứ điều gì cho bản thân, nhưng sao hôm nay con đau chứ? Chỉ cầu xin cho con cái được bình an, mạnh khỏe, sống hạnh phúc, là mẹ vui rồi. Tôi. Vì một phút lỗi lầm trong đời, đã xảy ra chuyện gì nữa rồi? Vì chút tội lỗi mà gieo oán hận. Anh ơi, em xin một giây mù quáng anh hãy nương tay những con nhà. Nếu nó có làm gì sai, xin anh rộng lượng bỏ qua. Tôi đã nhận được tin yêu của bà ấy gửi sang đây. Mọi chuyện đã bắt đầu căng thẳng. Đừng gieo tội lỗi, đừng gieo nỗi buồn. Nhanh gọn, con đã nhận ra sự khác biệt của ông ta. Đừng đối xử với hai đứa con. Trong hồi đồng hướng dần theo năm đời con bao. Và bây giờ đây con đã biết được sự thật, người đàn ông đó không phải là cha nuôi của con. Bà đã biết quá nhiều chuyện của tôi. Đời ta mỉm cười, từng năm, nếu để bà sống đời ta sướng, liệu bà có giữ im lặng? Đẹp như giấc mơ, đẹp như nắng ấm tràn hoa. Không có gì đâu anh, ở nhà ăn sáng với em rồi đi làm nha.